trong số phát sóng kỳ này. Mời anh về có cơ hội về lại Tân Biên để lắng nghe câu chuyện và hoàn cảnh gia đình nhân vật Nguyễn Văn Điển, ngụ ấp Thành Lộc, xã Thành Bình. Một trong những hoàn cảnh khó khăn về điều kiện nhà ở, cần lắm sự chung tay góp sức của các đơn vị hỗ trợ gia đình nhân vật. Là trụ cột trong gia đình, anh Nguyễn Văn Điển không ngại khó ngại khổ, mưu sinh vất vả để nuôi mẹ già, vợ và hai con. Dẫu có bao nhiêu cố gắng và mong mỏi duy nhất là có được căn nhà để che chở nắng mưa cho mẹ già, vợ và hai con nhỏ, nhưng vẫn chưa thể hoàn thành vì miếng cơm manh áo còn lo chưa đủ. Còn người phụ nữ này chính là vợ anh Điển. Chị không may mắc căn bệnh ung thư quái ác, tàn phá và bào mòn sức khỏe, kinh tế và cả những ước mơ nhỏ bé nhất. Câu chuyện về hoàn cảnh gia đình nhân vật Nguyễn Văn Điển sẽ là nội dung phát sóng trong chương trình Máy ấm Việt kỳ này. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Tập đoàn Hùng Duy thực hiện, được phát sóng trên kênh TTV11 vào lúc 7 giờ và 20 giờ 35 phút Chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2024 và trên các hạ tần số OTT của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính mời khán giả đón theo dõi. Máy ấm Việt trao trọn yêu thương.